Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày 29 tháng 8, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tới thăm tặng quà các đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái qua các thời kỳ, hiện đang cư trú trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tới thăm tặng quà đồng chí Hà Thiết Hùng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn, đồng chí Hà Quyết, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Hoàng Xuân Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Mặc dù đối mặt nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đồng lòng vượt qua khó khăn thách thức, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và động viên các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Đồng thời cảm ơn những đóng góp lớn lao, tâm huyết, trách nhiệm của các thế hệ cán bộ lãnh đạo tỉnh đã dày công vun đắp, dựng xây và phát triển quê hương Yên Bái. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy chúc các đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh ủy luôn mạnh khỏe, tiếp tục hiến kế cho lãnh đạo tỉnh để xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề đất đai và chính sách pháp luật quản lý đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng như của các địa phương. Nghị quyết số 19 ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại đã giúp nhiều địa phương quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả. Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết. Nhân dịp này, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa 15 về một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện nghị quyết số 19 tại tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, trước tiên xin cảm ơn đồng chí đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa đồng chí, trong quá trình tổng kết thực hiện nghị quyết 19 của Trung ương thì cho thấy nhiều tỉnh thành đã thực hiện khá thành công trong việc quản lý sử dụng đất lâm nghiệp, đất rừng gắn với quốc phòng an ninh. Đồng chí có thể chia sẻ kinh nghiệm của tỉnh Yên Bái và những kết quả đạt được của tỉnh trong quá trình thực hiện nghị quyết 19 ạ? Là tỉnh có nguồn tài nguyên đất, tài nguyên rừng phong phú với diện tích rừng và đất lâm nghiệp lên đến hơn 520.000 ha, chiếm 75% diện tích tự nhiên, độ che phủ rừng lớn đạt trên 63%. Yên Bái luôn chú trọng tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp, từ việc quy hoạch, giao đất, giao rừng cho thuê rừng cho đến quản lý sử dụng, bảo vệ, phát triển rừng, kết hợp với tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất, mục đích sử dụng rừng, qua đó đã khai thác, phát huy tốt tiềm năng đất đai nói chung, đất lâm nghiệp, đất rừng nói riêng, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương. Thưa đồng chí, trong quá trình triển khai thực hiện thì bên cạnh những kết quả đạt được, Yên Bái gặp những cái khó khăn gì trong việc thực hiện nghị quyết 19 của Trung ương ạ? Thứ nhất là việc quản lý đất đai có nguồn gốc nông lâm trường còn nhiều tồn tại bất cập. Tình trạng cho mượn đất, xâm lấn, bao chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích còn khá phổ biến. Hiệu quả sử dụng đất nhiều nơi còn thấp. Việc sắp xếp, chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của các lâm trường, công ty lâm nghiệp còn nhiều khó khăn. Thứ hai là chính sách khoán bảo vệ rừng, cho thuê dịch vụ môi trường rừng còn bất cập, chưa thực sự khuyến khích người dân tích cực tham gia quản lý, bảo vệ rừng, phát triển kinh tế dưới tán rừng. Thứ ba là trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội, kể cả các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng, thiết yếu vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do chính sách pháp luật về đất đai, lâm nghiệp và một số pháp luật có liên quan còn nhiều bất cập, chồng chéo, thiếu đồng bộ như chính sách giao đất cho thuê đất, giao rừng cho thuê rừng,
khoán bảo vệ rừng, cho thuê dịch vụ môi trường rừng, rồi quản lý sử dụng đất và tài sản trên đất của các công ty lâm nghiệp sau cổ phần hóa. Cùng với đó là công tác quản lý nhà nước về đất đai có nguồn gốc nông lâm trường thì cũng còn nhiều hạn chế và có nơi thì còn có biểu hiện yếu kém. Và cuối cùng là nguồn lực dành cho công tác quy hoạch, xây dựng và số hóa cơ sở dữ liệu quản lý đất đai còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Vâng, thưa đồng chí, từ những nguyên nhân vừa phân tích thì đồng chí có đề xuất kiến nghị gì về chính sách quản lý đất đai trong thời gian tới ạ? Trước hết, cần phải sớm xem xét sửa đổi bổ sung một số nội dung còn bất cập, chồng chéo của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp và pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trong đó, cần tăng cường phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm cho chính quyền địa phương trong quyết định các vấn đề về đất đai, lâm nghiệp. Ở thứ hai là cần sớm hoàn thiện hệ thống các quy hoạch có liên quan, nhất là các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp, đồng thời khẩn trương xây dựng số hóa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về đất đai. Thứ ba là điều chỉnh, bổ sung các quy định và cơ chế chính sách liên quan đến sắp xếp, chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của các công ty lâm nghiệp, các lâm trường, nhất là các quy định liên quan đến quản lý đất đai, tài sản trên đất, xử lý tài chính, nợ xấu, bao gồm cả việc có thể cho phá sản các lâm trường hoạt động yếu kém. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực hưởng ứng phong trào ngày thứ bảy cùng dân, ngày 28 tháng 8, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Yên Bái phối hợp với huyện Trạm Tấu tổ chức ngày thứ bảy cùng dân tại thôn Cu Vai, Háng Xê, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu. Nhằm giúp đỡ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã đến thăm hỏi và tặng 40 triệu đồng cho gia đình anh Hờ A Chư, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Xà Hồ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để làm nhà mới. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Yên Bái hỗ trợ 30 triệu đồng. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội huyện Trạm Tấu hỗ trợ 10 triệu đồng. Trong dịp này, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Yên Bái đã tặng 10 suất quà cho các hộ hội viên, các tổ chức đoàn thể có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ 500.000 đồng. Cùng với hoạt động thăm hỏi tặng quà, đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Yên Bái và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội huyện Trạm Tấu cũng đã tổ chức trồng hơn 200 cây xanh và dọn dẹp vệ sinh tại khu dân cư Tròm Cu Vai. Thông qua các hoạt động thiết thực của phong trào ngày thứ bảy cùng dân đã góp phần giúp các hộ hội viên ở thôn Cu Vai, Háng Xê khắc phục khó khăn, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu giá trị xuất khẩu nông lâm sản đạt 23 triệu đô la Mỹ, trong đó nhóm nông lâm sản chính như chè đạt khoảng 3 triệu đô la, sắn đạt khoảng 3,3 triệu đô la, gỗ và các sản phẩm từ gỗ đạt khoảng 15 triệu đô la, quế đạt khoảng 1 triệu đô la. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Yên Bái sẽ tuyên truyền để các đơn vị doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm của thị trường nhập khẩu, cung cấp thông tin thị trường nước ngoài để định hướng sản xuất, xuất khẩu sản phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh. Trước mắt, tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025, hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa đối với một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm ô cốp trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ các dự án đầu tư cơ sở bảo quản chế biến sâu các sản phẩm nông lâm thủy sản, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm thủy sản trong việc xác lập bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp tại các thị trường xuất khẩu. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái, dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến nay là hơn 7.000 tỷ đồng, chiếm 25% tổng dư nợ. Trong bối cảnh này, các chi nhánh ngân hàng đã tháo gỡ khó khăn cho gần 8.000 khách hàng bị ảnh hưởng. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 348 khách hàng với dư nợ là 208 tỷ đồng. Miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho 135 khách hàng với dư nợ là 250 tỷ đồng. Ngoài ra, thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng trên địa bàn cũng đã chủ động giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu từ 0,2 đến 2,5% năm cho hơn 32.500 lượt khách hàng. Dư nợ được giảm lãi suất là 14.600 tỷ đồng.
Cùng với đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã cắt giảm các chi phí trong hoạt động, đồng hành cùng với doanh nghiệp, người dân để hỗ trợ chia sẻ với khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 gây ra theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh giáp ranh, các huyện thị phía Tây đã kích hoạt các chốt kiểm dịch y tế để kiểm soát người và phương tiện qua lại, quyết tâm không để dịch xâm nhiễm vào địa bàn để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Phản ánh của phóng viên thời sự. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn là xã giáp ranh với xã Mường Cơi, huyện Phú Yên, có tuyến đường quốc lộ 7 chạy qua, nên xác định nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 và địa bàn là rất cao. Do vậy, huyện Văn Chấn đã nhanh chóng thành lập chốt kiểm dịch y tế đặt tại thôn Đá Đỏ, chân đèo Lũng Lô thuộc địa phận xã Thượng Bằng La. Với 12 cán bộ luân phiên nhau hoạt động 24/24 giờ, sau gần 1 tháng thành lập, mặc dù điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, nhưng các thành viên tham gia trực chốt đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kiểm soát chặt chẽ lượng người, phương tiện ra vào địa bàn. Cơ bản người dân người ta chấp hành, chủ yếu là một số người dân đi nương, nhưng hiện tại là đã tuyên truyền là người dân đã chấp hành tốt, không có trường hợp là chống đối. Còn trên các tuyến đường rừng, đường mòn lối mở tại những khu vực các thôn bản xa, các xã giáp ranh với huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La, đường giao thông đi lại khó khăn. Tuy nhiên, qua tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và cách phòng chống bệnh COVID-19, người dân cũng đã ý thức được vai trò quan trọng của công tác phòng chống dịch. Ngoài việc chấp hành tốt quy định 5K của Bộ Y tế, thì người dân còn tích cực tham gia vào hoạt động của các chốt kiểm dịch y tế. Mặc dù điều kiện kinh tế còn khó khăn và bản còn đến 80% là hộ nghèo, tuy nhiên sau khi có sự chỉ đạo của xã Cát Thịnh, người dân bản Làng Ca đã thành lập chốt kiểm dịch nhằm kiểm soát người dân hai địa phương ra vào địa bàn, ngăn chặn nguy cơ lây lan, xâm nhập của dịch bệnh COVID-19. Chốt có 8 người trong bản tự nguyện tham gia để kiểm soát chặt chẽ những người ra vào địa bàn. Xã có chủ trương thành lập cái chốt chặn này thì cái tổ xung kích phòng dịch ở thôn Làng Ca rất là ủng hộ và rất nhiệt tình để bố trí cái chốt phòng dịch ở địa điểm giáp ranh với giữa thôn Làng Ca và cái khu vực gọi là Làng Chiếu của Phú Yên Sơn La. Trong thời gian vừa qua thì tổ thực hiện rất tốt để làm tốt công tác ở phòng, không cho người ở khu vực Phú Yên Sơn La để xâm nhập địa bàn, cũng như tuyên truyền vận động nhân dân là không cho người ở địa bàn thôn sang khu vực của Phú Yên Sơn La để làm nương đồi, nương rẫy. Về cơ bản đánh giá thì nhận thức của nhân dân ở địa bàn xã Thịnh nói chung mà đặc biệt là khu vực giáp ranh thôn Làng Ca thì đã nâng cao và góp phần đảm bảo tốt cái việc phòng dịch ở tại địa phương. Trên tuyến quốc lộ 32, nhiều tháng nay đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ chốt kiểm dịch y tế số 9 của tỉnh Yên Bái đã duy trì hoạt động để kiểm soát, kiểm tra y tế đối với những người và phương tiện đi từ các tỉnh ngoài vào địa bàn. Theo thống kê, từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 27 tháng 8 đã có trên 3.400 phương tiện qua chốt được xử lý y tế, hơn 5.600 người kiểm tra y tế, tiến hành lấy mẫu kiểm tra nhanh trên 1.000 mẫu với kết quả âm tính. Anh em được biên chế tại chốt đã thực hiện là đảm bảo 24/24 chia thành 3K là đảm bảo lúc nào cũng có người để hướng dẫn và các phương tiện và người từ tỉnh ngoài và từ các khu công nghiệp về là hướng dẫn vào khai báo y tế. Đấy, và hướng dẫn phải đảm bảo 5K. Những người mà đi từ vùng đỏ về thì đã thực hiện hướng dẫn mọi người là đưa đi cách ly tập trung tại các trung tâm cách ly của tỉnh. Với địa bàn giáp ranh với tỉnh Sơn La, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tại địa phương này, ngày 24 tháng 7, huyện Mường Chải đã nhanh chóng thành lập chốt kiểm dịch y tế tại bản Pú Cang, xã Nậm Khắt, thuộc tỉnh lộ 175B, với 11 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân đội, y tế, dân quân tự vệ cùng cán bộ xã đảm bảo hoạt động 24/24 giờ. Ở đây sẽ là cái chốt kiểm soát chặt chẽ, còn cái đường lối mòn thì là chúng tôi sẽ bố trí lực lượng là 2 đồng chí trực thường xuyên ở đấy để đảm bảo cái quân số để hoàn thành cái nhiệm vụ. Là đối với cho đến hiện tại bây giờ thì các cái đối tượng mà đi qua đường lối mòn thì cũng bị chúng tôi yêu cầu quay trở về, và kể cả cái vị trí của chúng tôi đang trực tiếp là tại chốt thì chúng tôi tiến hành là những cái trường hợp là đi từ bên kia sang thì chúng tôi tiến hành không cho đi vào địa bàn nữa. Bằng những giải pháp đưa ra để kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, cấp ủy chính quyền địa phương cùng với lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.